Ngọc Huyền Kim Tử Long và là nghệ thuật bàn hoàng và đau xót trước sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả đau buồn. Trưa ngày 5 tháng 3, theo thông tin từ soạn giả Hoàng Sông Việt, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Ông Hoàng Cải Lương trúc hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 65 tuổi. Sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả vô cùng thương tiếc. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ như Hữu Châu, Kim Tử Long, Hồng Vân, Ngọc Huyền, Tiến Luật đã không giấu được sự xót xa, tiếc thương vì nghệ thuật mất thêm một người anh, một bậc tiền bối đáng kính trong nghề. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Cố nghệ sĩ Vũ Linh mê và theo học hát khá sớm với thầy Văn Vĩ. Sau đó, nghệ sĩ theo đoàn đồng ấu hòa thế hệ, rồi gánh hát hoa anh đào. Ngôi sao cải lương Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật. Trưa mùng 5 tháng 3, khán giả hâm mộ sân khấu cải lương vô cùng xót xa khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh mất tại nhà riêng sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Lúc sinh thời, nam nghệ sĩ nổi tiếng với danh xưng ông Hoàng Cải Lương và có lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo túc trực bên giường bệnh của nghệ sĩ Vũ Linh, soạn giả Hoàng Song Việt không giấu được cảm xúc tiếc thương khi thông báo tin buồn đến người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp. Trước đó, dù bệnh nặng, nam nghệ sĩ Tài Hoa vẫn một lòng với sân khấu khiến đồng nghiệp không khỏi nề phục. Thông báo về sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh, nhà báo Song Minh, một người am hiểu về sân khấu Cải Lương cho hay, những ngày gần đây, bệnh tình của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh trở nên trầm trọng và nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bình tinh gọi điện cho tôi khóc hòa. À. Bằng mọi giá em phải cứu ba em, đời em mất mát quá nhiều rồi, xin đừng cướp đi thêm người thân nào của em nữa, ông trời ơi tiếng kêu xé lòng ấy đã không thấu lòng trời. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh đã ra đi thanh thản vào trưa mùng 5 tháng 3, hưởng thọ 65 tuổi. Lương Sơn Bá của tôi đã bỏ hàng triệu hàng triệu khán giả hâm mộ ra đi thật rồi. Nhắc đến nghệ sĩ Vũ Linh, khán giả nhớ đến những vở diễn nổi tiếng như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Chiêu Quân Cống Hồ, hình ảnh nam nghệ sĩ khôi ngô tuấn tú và tài hoa trên sân khấu cải lương in sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ khán giả hiện khán giả và giới văn nghệ sĩ vô cùng tiếc thương khi hay tin nghệ sĩ vũ linh ra đi mãi mãi đồng loạt những lời chia buồn sâu sắc được gửi đến người thân gia đình của cố nghệ sĩ tài hoa